Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Ai đang bước vào cuộc sống của các bạn Trong tháng 4 năm 2024 này và đây những tra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở. Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1. tủ 2. Và tụ 3 ha. cho mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi. Um, ai đang uh, tiến vào cuộc sống của bạn trong cái tháng 4, tháng 4 năm 2024 này. Và đây những trao bày chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp. Một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 các bạn tuổi một là những người à, sống rất là lý trí hiện tại có thể các bạn đang gọi là có những cái niềm đam mê ha muốn học ngoại ngữ hoặc là các bạn là những người rất là hay xem theo dõi tin tức nước ngoài tin tức quốc tế rồi đó Một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn có sự đoàn kết gắn kết với mọi người ừ. thậm chí mình thấy có thể là bạn cũng là một người à, à, có một cái sự gọi là hợp tác với à, công ty nước ngoài hoặc là có những người bạn quốc tế hoặc là có thể các bạn cũng là một người rất là muốn làm một cái điều gì đó có ích cho cộng đồng. Một số bạn có một cái cộng đồng riêng ở đây và mình thấy các bạn là những người sống rất là tình cảm, nhân ái, lãng mạn, có thiên hướng về nghệ thuật. Có thể các bạn đang bắt đầu thực hiện một cái dự án gì đó mới và nó mang tính chất gọi là uh, lan tỏa tình yêu thương hoặc là cái sự sáng tạo. <laughs> một số bạn các bạn có trực giác khá là cao, uh, có sự gọi là thông minh về cái khả năng kiếm tiền các bạn các bạn là một người có đỉnh cao trong cái lĩnh vực này. Số bạn các bạn có khả năng tận dụng những cái sự khôn ngoan của mình Tận dụng cái nguồn kiến thức tri thức của mình Tận dụng những cái cảm xúc, sự gọi là đam mê nghệ thuật của mình Để có thể gia tăng tài chính, gia tăng thu nhập thấy là như vậy Bên cạnh đó thì có thể cuộc sống của bạn hiện tại Có thể là đang trong cái quá trình của sự đổi mới ha Biến đổi bản thân của mình trở nên gọi là Mạnh mẽ, vương cao, tỏa sáng Thậm chí có một số bạn các bạn đã thức tỉnh và các bạn đã nhận ra rất là nhiều điều ha những ý nghĩa trong cuộc sống của mình hoặc là bạn đã biết được cái mục tiêu cuộc mục sống của mình là gì và các bạn đang rất là hào hứng rất là phấn khởi để có thể thực hiện cái mục tiêu đó ngoài ừ. ra thời điểm này các bạn nên uống nước nhiều ha để giúp cho cổ họng của bạn nó được gọi là trôi chảy thông suốt ừ. một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn sắp có những cái thông tin tin tức uh, tốt đẹp được mang đến cho các bạn ví dụ như bạn uh, thi ngoại ngữ bạn đậu hoặc là các bạn có thể là được nhận một cái cơ hội công việc phù hợp ha. Ừ. Bên cạnh đó thì có khả năng là các bạn có một cái sự gọi là được đánh thức ha. Cái sự lớn mạnh bên trong các bạn để bạn có thể thực hiện cái ước mơ cháy bỏng của mình. Ừ. Rồi để mình xem qua đối với những bạn mang năng lượng nữ xem cho bài thì ai đang tiến vào cuộc sống của bạn trong cái tháng 4-2024 này. Thì các bạn nữ xem tra bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn Mang năng lượng nam xem tra bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại Các bạn nam cũng vậy nếu đây là một cái tra bài về tình yêu yeah. ở đây mình thấy trong giai đoạn tháng 4 này có rất là nhiều người tiến vào cuộc sống của các bạn thậm chí có những người ở nước ngoài nữa đó có thể là các bạn sẽ kết giao thêm những bạn bè quốc tế ừ. hoặc là những cái người sẽ có sự mở mang kiến thức cho các bạn chẳng hạn ừ. thấy các bạn có khả năng là sẽ có sự kết nối với một người mang năng lượng nam đây là một người giỏi kiếm tiền có tiền có bạc có sự gọi là vững vàng mặt kinh tế có sự nhảy bán biết quản lý tài chính và có một cái tướng tá rất là mạnh mẽ và có sự gọi là um, ít nói làm nhiều ha và ngoài ra mình thấy cái đối tượng này họ là một người cũng hay có những cái vận may bất ngờ hoặc họ là một người cũng có sự tin vào số phận tin vào định mệnh họ là một người rất là chăm chỉ nỗ lực trong công việc họ là một người hướng về vật chất tiền tài và có thể các bạn như mình nói đó là những có khả năng là một người nước ngoài hoặc là các bạn sống hai quốc gia khác nhau ha và cái người này là một người họ có sự chú trọng về mặt sức khỏe, ừ. họ là một cái nơi an toàn để người khác có thể tự vào hoặc đây là một người họ cũng uh, có một cái sự gọi là được nâng đỡ bởi những cái người lớn tuổi hơn họ đó. Ừ. À, ngoài ra thì mình thấy có thể một số bạn là có sự kết nối với bạn bè cũ hoặc là họ hàng người thân thân thiết, à, có thể một số bạn sẽ có những cái buổi tiệc liên quan như tiệc uh, thôi no đầy tháng hoặc là đám dỗ gì đó cho nên có sự quy tụ gặp gỡ những cái người thân của mình một số bạn có sự kết nối với ông bà tổ tiên nữa đó nha à, người thân đã khuất thấy là như vậy một cái người bà à, thấy là như vậy ngoài ra thì có thể là một vài bạn còn có sự kết nối một người mang năng lượng nữ đây là một người sống tình cảm nhân ái ấm áp Nhẹ nhàng, à, cân bằng và có sự gọi là biết uh, quan tâm biết chia sẻ biết cho đi và có thể họ có một cái mái tóc khá là dài họ là một người ăn mặc khá là kín đáo và khá là xinh đẹp giỏi giang nhẹ nhàng và từ tốn có một số bạn là sẽ có liên quan đến tình yêu đó liên quan đến tình yêu hoặc là có khả năng một vài bạn học ngoại ngữ thì có sự kết nối với một giáo viên người nước ngoài hoặc là một cô giáo hoặc là có sự kết nối với bạn bè hoặc là có sự kết nối với những đứa trẻ nữa À, mình thấy có thể có một vài bạn các bạn mong muốn có tin tức về con cái thì có khả năng là có hoặc là có thể là bạn sẽ có cái dịp gọi là gặp gỡ khá là nhiều những cái đứa trẻ Hay là bạn sẽ giúp đỡ trẻ em à, ngoài ra thì có thể là các bạn à, nên gọi là cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể ha các bạn có sự hơi bị nóng trong người rất là nhiều trong cái thời điểm này đó một số bạn có thể bạn mở rộng một cái cộng đồng quốc tế nào đó cho nên là bạn kết giao rất là nhiều người ừ. Gặp gỡ rất là nhiều người. Và thậm chí có một số bạn các bạn nên bảo vệ sức khỏe của mình. Không thôi, mình thấy có thể là bạn sẽ có sự kết nối với một cái người mang nguồn năng lượng của sự chủ lành về sức khỏe, thể chất hoặc là tinh thần. Ừ. Ngoài ra một số bạn có thể là bạn sẽ mua vé số, <laughs> mua vé số những đứa trẻ hoặc là người lớn tuổi gì đó ha, mình thấy có ở đây. Ừ. À, bên cạnh đó một số bạn có thể là bạn sẽ có một sự gọi là đi rút tiền. À, cho nên các bạn có khả năng là cút tiền ở ngân hàng cho nên các bạn có khả năng là sẽ có sự kết nối với nhân viên ngân hàng à, bên cạnh đó một số bạn có khả năng là giao dịch mua bán kinh doanh gì đó ở đây cho nên coi là có một cái sự gọi là kết hợp với đối tác À, ở đây mình thấy có thể có một vài bạn có sự kết nối với một người bạn cũ hoặc là một cái người nào đó mà bạn đã có một cái sự mâu thuẫn với bạn thậm chí có một số bạn có thể là người yêu cũ nha rồi à, về vấn đề tình cảm á, thì mình thấy có thể là đây là một cái vấn đề về tình yêu ừ. một số bạn thì có thể là một cái tình yêu mới các bạn kết nối với một cái người mang năng lượng nam giàu có sung túc đủ đầy như mình nói thì cái người này có khả năng họ đang tìm vợ họ đang gọi là muốn xây dựng gia đình cho nên hoặc là cái người này có khả năng đã từng gọi là nhiều quá vợ hoặc là ly dị hoặc là đã từng có những cái mối quan hệ gì đó nó cũng rất là đậm đà nhưng mà lại có một sự kết thúc uh, bẻ bàn ha kiểu vậy cho nên cái người này họ cảm thấy bạn với họ khá là hợp nhau và họ cảm thấy bạn với họ có tiềm năng để có thể tiến đến hôn nhân được cho nên họ có sự tìm hiểu về các bạn ừ. Và người này thì có khả năng là họ cảm thấy bạn đáp ứng đầy đủ những cái tiêu chuẩn của họ. Ừ. Và ở đây thì mình thấy có thể là họ đề cao đánh giá bạn là một người hướng về gia đình, một người phụ nữ của gia đình hoặc là một người độc lập và tỏa sáng. Họ rất là thích các bạn. Tuy nhiên mình thấy có thể là có một số bạn kết nối nhưng mà để có thể đi lâu dài được hay không là các bạn ở cái khâu gọi là tìm hiểu ừ, mình thấy lúc đầu có thể là hai bạn cũng rất là hòa hợp đó nhưng mà sau đó thì dường như là có thể là cái người này họ bận rộn quá hoặc là họ không có dành thời gian cho các bạn cho nên mình thấy dường như là có thể có một cái sự chia rẽ gì đó ở đây hoặc tách biệt hoặc là có thể là bận rộn công việc cho nên hai bạn không có nhiều thời gian để có thể chuyện trò tâm sự cho nên mình thấy dường như có một số bạn quen rồi các bạn có sự kết thúc luôn ừ do bận biệu công việc hoặc là coi do những cái sự mâu thuẫn ở đây, ừ. cho nên là cái mối quan hệ này nếu mà bền vững lâu dài thì có khả năng là các bạn cần phải có sự gọi là thêm nước vào ừ. và mình thấy cảm nhận là có thể là do cái mối quan hệ này lúc đầu có cảm xúc nhưng mà sau đó nó lại hơi bị nhạt nhẽo ừ. và đặc biệt cái tình cảm này nó có phát triển hay không là ăn thua cái người mang năng lượng nam này. Mà trong khi cái người mang năng lượng nam này họ quá bận rộn, họ, họ có khả năng hối tiếc, hối hận. Bởi vì um, cái sự bận rộn hoặc là đôi khi họ không có thể hiện cái sự gọi là cho bạn biết rõ cái vấn đề của họ là gì á. Cho nên có thể mình thấy dường như các bạn là người muốn kết thúc. Một số bạn độc thân thấy như vậy hoặc là ở đây uh, có một số bạn là người cũ ha. Có một số bạn là người cũ thì mình thấy có thể là um, khoảng 10% là cái người cũ này họ vẫn còn muốn quay về bởi vì có thể là đối với họ bạn là cái người tuyệt vời nhất, à, cái người mà họ muốn kết nối tình cảm và xây dựng gia đình và trong lòng họ luôn có hình ảnh của các bạn, và cái người này khi mà chia tay các bạn họ cảm thấy rất là đau thương, họ cảm thấy rất là nặng nề, cảm thấy nặng trĩu, cảm thấy đau đớn tiếc nuối và hối hận, họ có thể là ngủ về mơ về bạn khá là nhiều trong thời điểm này đó, cho nên là mình thấy người này họ muốn kết họ họ muốn làm hòa, có thể là họ sẽ là cái người chủ động, họ sẽ cố gắng hết sức mình để có thể kết nối cái tình yêu tình cảm này ừ mình Thấy là như vậy bên cạnh đó là có một số bạn là có những buổi tiệc ha cho nên bạn kết nối với những người thân yêu các bạn hoặc là có sự kết nối với ông bà tổ tiên những người thân đã khuất ở đây thông qua những giấc mơ đó Bà có thể họ về họ có một sự gọi là uh, thể hiện sự yêu thương các bạn hoặc họ có sự gọi là giúp đỡ cho các bạn có sự thu hút tài chính đến với mình À, có thể cho bạn những cái dấu hiệu để bạn cảm nhận được những có sự hiện diện của người thân của các bạn ha hoặc là có những cái đám cưới đám tiệc gì đó diễn ra trong gia đình đó cho nên là họ họ có sự gọi là về thăm gia đình đấy là như vậy trong tháng tư này đó một số bạn ở đây thì có thể là ai đó mà có cái sự à, muốn hợp tác làm ăn các bạn ký kết hợp đồng các bạn hết sức cẩn thận nha coi chừng ký hợp đồng bút xa gà chết hoặc là tìm hiểu kỹ lưỡng bởi vì có khả năng cái đối tượng mà muốn hợp tác với các bạn họ là vì lợi ích của họ là nhiều nhất cho nên là họ cảm thấy bạn là người sung túc đủ đầy họ rất là muốn gọi là bạn rất vốn đầu tư hoặc là giao dịch gì đó ở đây thì các bạn không phải tìm hiểu kỹ lưỡng cẩn trọng đừng để bản thân của mình bị che mắt bởi những cái điều là sao hoa phù phiếm rồi những cái lợi nhuận cao gì đó do miệng người ta nói ra thôi chứ bạn cũng chưa thấy thì coi chừng ha coi chừng có một cái sự gọi là um, bể hợp đồng ở đây ha, mình thấy là như vậy à, bên cạnh đó thì mình thấy là một số bạn thì có khả năng là có những cái người nóng tính gì đó họ xuất hiện á cho nên các bạn cũng nên biết kiểm soát lại ăn tiếng nói của mình cẩn thận để tránh bị những cái người này họ gây ảnh hưởng đến các bạn um gây tổn thương đến với các bạn thời điểm này là các bạn phải dĩ hòa di quý không nên tranh cãi mâu thuẫn và đấu đá mệt mỏi bởi vì đâu trong lúc mình nóng giận mình không có kiểm soát được bản thân và thậm chí khả năng gây ra những cái tình huống gì đó mà mình không có thể gọi là thay đổi được cái thế trận thì rất là dễ dàng rơi vào cái sự gọi là tù tội nha ha một số bạn ở đây trong tháng tư này chạy xe cẩn thận đặc biệt là tập trung khi lái xe hoặc là nghỉ ngơi hợp lý để tránh những cái vấn đề ảnh hưởng đến bản thân về sức khỏe hoặc về xương khớp về đôi mắt ha và chân tay rồi đó các bạn nên quan tâm nhiều hơn đến gia đình của các bạn cha mẹ các bạn nhắc nhở mọi người đi đứng cẩn thận mệt thì nghỉ ngơi hoặc là cải thiện giấc ngủ để tránh những cái vấn đề không đáng có diễn ra thế là như vậy Một số bạn độc hơn như mình nói quen cái người đó rồi cái uh, có sự gọi là mâu thuẫn rồi cái rời đi, rời đi xong cái người này có thể họ kiếm về ha, họ kiếm họ nói chuyện lại <laughs> kiểu vậy. Rồi để mình xem qua đó với những bạn mang năng lượng nam xem trả bài thì um, ai sẽ tiến vào cuộc sống của bạn trong uh, cái giai đoạn tháng tư năm 2024 này ha. đây mình thấy có thể là cái người này là một người họ có vẻ khá là mệt mỏi trong cuộc sống đó. có thể năng là họ làm việc rất là nhiều và cái người này họ có những cái sự lo là lo sợ có những cái sự mệt mỏi gì đó trong cuộc sống của họ sự tiêu cực gì đó ở đây ừ. ngoài ra thì mình thấy một người thầy tinh thần xuất hiện trong cuộc sống của các bạn ừ. một cái người lớn tuổi trưởng thành có có sự gọi là nguồn năng lượng của một linh hồn cổ có thể họ sẽ cho bạn lời khuyên sự động viên hoặc là những cái giải pháp gì đó một số bạn gặp được cái người thầy cũ ha. hoặc là ở đây có thể một vài bạn có người thân ông bà tổ tiên về thăm thông qua những giấc mơ mình thấy quỳnh cũng thấy như vậy ừ. bên cạnh đó thì mình thấy là có một người mang năng lượng nữ xinh đẹp giỏi giang tài năng và có kiến thức có sự sáng tạo và có sự độc lập trong cuộc sống và rất là thích mua sắm, ha. Ừ, thích ăn ngon mặt đẹp, thích hoa lá cây cành đặc biệt là hoa hướng dương. Có nhiều bạn ở đây là gia đình của các bạn, cha mẹ các bạn, người thân các bạn, ông bà, vân vân. Có thể có những cái dịp như là dịp đám cưới hoặc là lễ lọc lễ lớn gì đó mà có sự gọi là kết nối rất là nhiều người thân quen. Ừ. À, và ở đây có một số bạn có thể là liên quan đến vấn đề về nhà cửa gì đó ha có thể là các bạn mua nhà các bạn gặp được những cái người gọi là môi giới hoặc là những cái người gọi là ừ, xây cất nhà cửa à, vân vân hoặc là có một số bạn gặp được rất là nhiều người do các bạn đi tới hai cái đám cưới lần hoặc hai cái buổi tiệc hội nghị gì đó lần Hoặc là cái đối tượng của bạn, cái người này họ rất là mong muốn được kết hôn, họ là một người hướng về gia đình, cái người mang năng lượng nữ đó, họ có kiến thức nhưng mà họ cũng có những cái nỗi lo à, Và đây là một người có thể họ cũng có sự cải thiện về giấc ngủ Người này họ rất là thích đam mê kiếm tiền để mua vàng hoặc là mua nhà, xây nhà, có cái máy ấm gia đình riêng cho chính mình Ừ Các bạn có thể là bạn sẽ có sự kết nối với mẹ của mình khá là nhiều. Trong thời điểm này á mình thấy có thể là các bạn ai đó muốn hợp tác làm ăn kinh doanh đầu tư gì đó với các bạn ký hợp đồng gì đó thì các bạn nên cẩn thận bởi vì cũng có những cái người tiêu cực nha. Cũng có những cái người lừa đảo lợi dụng gì đó. Cho nên là hết sức cẩn thận, đừng tránh đầu tư mạo rủi ro, tránh mạo hiểm trong thời điểm này và tránh đừng để người khác dắt mũi. Các bạn cần phải tìm hiểu kiến thức rõ ràng để mình không có bị người khác gọi là sai khiến hoặc là thao túng thì uh, trong cái câu chuyện tình cảm um, thì mình thấy có thể là có một số bạn là cái đối tượng này họ có sự ngưỡng mộ các bạn ừ. và họ có sự gọi là nhiều sự lựa chọn và có thể họ cũng ưu ái cho cái mối quan hệ với bạn nhưng mà họ có sự quan sát xem bạn có phải là cái người phù hợp hoặc là cái người có giả dối hay không có vợ hay chưa vân vân ừ. Và cái người này họ rất là mong muốn được kết hôn được uh, có con có cái cho nên họ là một người hướng uh, theo cái hướng nghiêm túc ừ. thì có thể cái người này mình thấy họ có sự uh, cũng uh, dành thời gian để nói chuyện tìm hiểu nhưng mà họ cũng sẽ xem coi bạn có thể là cái người đúng dành cho họ hay không ừ. và cái người này khi mà đúng theo cái ước muốn của họ ha đúng theo cái tiêu chuẩn của họ thì họ sẽ tiếp tục nói chuyện còn không thì cái người này họ sẽ có cái xu hướng gọi là kết thúc và um, có sự rời đi và tiếp tục cho mình một cái hành trình tìm kiếm người phù hợp nhất ừ. Ngoài ra thì mình thấy thể một số bạn cũng có những cái sự kết nối với cái một cái người mang nguồn năng lượng nam Đây là một người có tài chính vững chắc và an toàn, có tiền có bạc và có sự khôn ngoan và tỉnh táo Ít nói làm nhiều, có thể cái người này họ sẽ mang đến cho bạn những cơ hội gì đó Nhưng mà hãy hết sức cẩn thận ha để tránh bị lừa Ngoài ra có một số bạn thì có thể là đi rương ngân hàng rút tiền ha Hoặc là có một số bạn sẽ um, có liên kết với một cái đứa bé nào đó Hoặc là mua Uh, mua đồ đạc gì đó của một đứa bé hoặc là mua uh, mua vé số ha hoặc là mua thiết bị gì đó vân vân một số bạn có thể là mua hoa mua chưng mua hoa mua bông về trưng nhà chân cửa à, bên cạnh đó có thể là một số bạn có người thân đã khuất về thăm có thể là một người bà hoặc là một người ông ha mình thấy nguồn năng lượng này rất là cao hoặc là một cái người mẹ năng lượng của người mẹ người người bà người chị vân vân thời điểm này mình thấy có thể là có một vài bạn các bạn muốn cất nhà các bạn cần phải suy xét xem cái người có thể đấu người có thể gọi là thực hiện cái việc xây dựng nhà cửa của bạn xem cái người đó có đáng tin cậy hay không xem những cái feedback phản hồi từ những cái người chủ trước đó để bản thân của mình không có chọn làm sai lầm rồi mất tiền mất bạc của mình tránh gọi là nhận tiền cọc rồi cuối cùng không có làm gì hết ha à, cẩn thận trong việc giao dịch À, mình thấy có thể có ai đó mượn tiền các bạn đó, cho nên là các bạn nên có sự liệu cơm gấp mắm cẩn thận để tránh cho mượn tiền sai người thì rất là khó có thể lấy lại. À, ngoài ra thì có thể một số bạn các bạn có mua sắm vàng gì đó, ha có sự kết nối với những người buôn bán vàng hoặc là tiền tệ hoặc là như mình nói đi ngân hàng rút tiền thì giao dịch với ngân hàng với nhân viên ngân hàng. À, bên cạnh đó một số bạn có thể là um, cẩn thận khi mà quen qua mạng có thể một người nào đó họ đã có gia đình nhưng mà họ che giấu để họ có thể lợi dụng các bạn vấn đề tài chính ừ. à, đồng thời có một số bạn có thể là người thân của bạn có sinh con để cái gì đó thì có thể là các bạn có sự tương tác với trẻ em thì ừ. mình thấy là như vậy Rồi để mình xem cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn của người đó ha. Sư tử. Nhân mã. Song tử. Sử nữ. Bò cạp. Bạch dương. Cự giải. Chữ cái trong tên. Chữ y dài. Chữ Z. Chữ C, chữ K, chữ L, chữ W, N, G, I, chữ J, chữ A và chữ V. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ tụng một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn Hi, xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi ai đang tiến vào cuộc sống của các bạn trong tháng 4 năm 2024 này. Và đây nhận ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha. Rồi, mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người đang trong cái giai đoạn tìm kiếm sự bình yên cho chính mình Hoặc là bạn đang có sự gọi là muốn tập trung vào cái công cuộc kiếm tiền Các bạn không có muốn gọi là gây sự hoặc là tranh cãi với mọi người Ở đây mình thấy, thấy là bạn rất là nhạy bán trong việc gọi là gia tăng tài chính Các bạn là những người có tay nghề, kỹ thuật cao, có cái kinh nghiệm trong công việc Các bạn đang gọi là học hỏi ở nhiều người để có thể phát triển cái khả năng, cái tài năng của các bạn Ừ. các bạn có thể làm việc chung với mọi người hoặc có sự cộng hưởng năng lượng gì đó có thể có một cái cộng đồng riêng chẳng hạn à, bên cạnh đó thì mình thấy các bạn là những người đã từng đau thương đã nhưng có những cái sự mất mát tổn thương tổn hại trong tình cảm hoặc là từng đã hoặc đang trải qua một cái giai đoạn có rất là nhiều người à, chỉ trích phán xét phê bình ha, khiến cho bạn có sự nản chí thời à, điểm này thì mình thấy có thể là các bạn cũng đang ở trong cái trạng thái thắt lưng buộc bụng không có dám tiêu xài nhiều có sự gọi là tiết kiệm tiền bạc nhiều hơn trong thời điểm này ừ. một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn uh, đang dự tính uh, cất xây cất nhà cửa ừ. hoặc các bạn là những người có cái ngôi nhà cũng khá là đẹp và đồng thời có thể các bạn cũng uh, có một cái sự biết uh, trang trí nhà cửa rất là tốt ha một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn cũng là một người có cái khuynh hướng hoặc là có một khả năng về nấu ăn rồi đó ừ. và mình thấy dường như những cái nguồn tiền tài đến với cuộc sống của bạn nó đến một cách rất là bất ngờ hoặc là bạn có khả năng đã chứng kiến được rất là nhiều điều kỳ diệu trong cuộc sống của mình rồi rồi để mình xem đối với những bạn mang năng lượng nữ xem cho bài thì ai uh, sẽ tiến vào cuộc sống của các bạn trong tháng 4 năm 2024 này và đây À, thì các bạn nữ xem tra bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem tra bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy nếu đây một cái tra bài về tình cảm ở đây mình thấy có thể là sẽ có những đồng nghiệp mới hoặc là những cái người cùng chung chí hướng ha với các bạn những người cùng năng lượng các bạn sẽ bước vào cuộc sống của các bạn số bạn có thể là sẽ đi công tác kết hợp với những cái người đồng nghiệp mới hoặc là một số bạn ở đây thì có thể là các bạn cũng sẽ có sự tương tác với một cái người mang năng lượng nam thông minh giỏi giang có tài chính có tiền có bạc có sự gọi là biết làm ăn hoặc là có một người có tính kỷ luật tốt hay đi đây đi đó nhiều biết phát triển cuộc sống của mình là cái người này họ rất là chăm chỉ và nhiệt tình. Ừ. bên cạnh đó khả năng cái người này họ hay có những cái giấc ngủ không có được uh, trọn vẹn hay trăn trở hay thức giữa khuya giữa đêm. À. có thể là một người nước ngoài hoặc các bạn sống hai quốc gia khác nhau. Ừ. ngoài ra có thể bạn có sự tương tác với một đứa trẻ. Ừ. một số bạn có thể là mua vé số của một đứa trẻ hoặc là có thể là bạn có sự tương tác với uh, người thân ở xa về thăm hoặc là liên kết với um, uh, cái sự giúp đỡ những cái đứa trẻ gì đó trong cuộc sống của các bạn. Ngoài ra là những cái cộng đồng là người quốc tế, người nước ngoài hoặc là một cái cộng đồng uh, tìm kiếm bạn bè, tìm kiếm tri kỷ, tìm kiếm tình yêu. Một Số bạn có thể là cẩn thận khi mà bạn có một sự tương tác với những cái người trên mạng bởi vì có 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 đối tượng gọi là lừa dối, phản bội nè. À, hoặc là lừa tiền lừa tình à. các bạn hết sức cẩn thận ha để tránh nó bị uh, mất mát ngoài ra cũng có những cái người tiêu cực đó, nói xấu phê bình chỉ trích gì đó những cái người đến để giúp cho bạn có thể chuyển nghiệp ừ. các bạn chỉ cần phớt lờ tha thứ và buông bỏ thôi các bạn tập trung vào việc của mình à, các bạn được ơn trên bảo vệ rất là mạnh mẽ trong thời điểm này cho nên các bạn không cần phải lo lắng gì cả người đang làm trời đang nhìn ha cho nên là những cái xu rủi của bạn sắp được những cái người này mang đi dùm rồi và các bạn họ để lại cho bạn những may mắn của họ. Ừ. Bên cạnh đó thì một số bạn thì có khả năng là các bạn có sự kết nối tình yêu đó. Ừ. Có liên quan đến tình yêu. Là có thể đối tượng này đã, đã từng bị phản bội, đã từng bị tổn thương và họ làm việc rất là cực lực. Họ rất là nhiệt huyết và họ có xe cộ, có nhà có cửa hay đi đây đi đó nhiều. Và họ là một người có một cái trái tim ấm áp và họ yêu thích một cái tình yêu hòa bình, không có sự gọi là đấu tranh hoặc là tranh cãi mâu thuẫn và cái người này có khả năng là họ cũng có sự chú trọng ở vẻ bề ngoài của mình nhìn cái người này trẻ trung và năng động và có sự tuổi trẻ tài cao và làm việc chung với đội nhóm và thậm chí một số bạn có thể là cái người này là cái đồng nghiệp gì đó của các bạn hoặc hai bạn có nguồn năng lượng khá là giống nhau về cái mặt gọi là uh, sống thực tế và tập trung vào công việc đây mình thấy có thể là các bạn có sự kết nối tình cảm với sự nhắn tin qua lại với nhau và cái người này họ hướng về các bạn là họ hướng về gia đình nha họ là một người nghiêm túc họ muốn tìm một cái người để có thể gọi là quan tâm yêu thương nâng niu và biết vun vén gia đình và họ cũng là một người có khả năng gọi là uh, giữ vững gia đình uh, và ở đây thì có thể là cái người này họ họ có sự gọi là rất là thúc đẩy ha. họ cảm thấy bạn là người xinh đẹp quyến rũ tài năng giỏi giang Ừ, họ có cái khuynh hướng là đánh nhanh thắng nhanh đó à. họ có thể họ có nhiều sự lựa chọn nhưng mà họ thấy bạn là cái người phù hợp nhất họ cảm thấy bạn với họ rất là tương hợp nhau rất là nhiều vấn đề ừ. về cái lối sống về cái suy nghĩ về cái khả năng quan sát hoặc là về cái học thức ừ. à bên cạnh đó có một số bạn các bạn mua vàng <laughs> các bạn gặp những cái người liên quan đến vấn đề như bán vàng hoặc là liên quan đến ngân hàng những nhân viên ngân hàng trong cái tháng tư này cũng có nè ngoài ra thì mình thấy có thể là có những người liên quan đến vấn đề về sức khỏe hoặc là một số bạn có thể là bạn gặp những cái người họ có sự tu tập và ở đây mình thấy có thể là cái người này họ có thể lớn tuổi hơn các bạn và ngoài ra thì có thể năng cái người này họ sẽ gặp bạn ở một cái chuyến đi hoặc là sẽ đi du lịch với các bạn hoặc là có một cái sự gặp gỡ qua một cái buổi tiệc đám cưới hoặc là hội nghị gì đó vân vân hoặc là trong một cái cộng đồng nào đó khá là rộng lớn thấy các bạn có sự tương tác với nhau khá là chặt chẽ và cái người này họ luôn có sự tấn công dồn dập kiểu như họ sẽ nhắn tin với bạn liên tục và họ sẽ thẳng thắn với bạn mình thấy là như vậy Ủa số bạn ở đây mình thấy các bạn cẩn thận Với những cái vấn đề như là đầu tư mạo hiểm Để tiền bạn nó có sự sinh soi Cẩn thận để không hơn để sẽ bị mất tiền Hoặc bị người khác lừa đảo lợi dụng nha Có những gì mình không biết, mình không rõ Thì tốt nhất mình đừng có chi tiền vô Có những cái điều đó để tránh gọi là hối hận mình thấy là như vậy ha à. Nói chung mà cái đối tượng này đầu tư nghiêm túc đó ừ cái đối tượng mà về tình yêu á còn về những cái vấn đề đầu tư kia tiền bạc thì coi coi lại cẩn trọng lại và giai đoạn này các bạn không có nên đầu tư hoặc là các bạn không có nên bỏ tiền một số tiền quá lớn cho một cái gì gì đó bởi vì đây um, là thời điểm các bạn nên tiết kiệm tiền tiền bạc tài chính là cái điều các bạn cần nha yeah. một số bạn có thể là bạn sẽ đi du lịch đi công tác gì đó thì bạn có sự kết nối với những cái nhân viên uh, bên đại lý du lịch vân vân À, có một số bạn ở đây cẩn thận khi quen phải một cái người họ đã có gia đình cẩn thận để tránh bị lừa nha yeah, bởi vì cũng có rất là nhiều người tham lam xuất hiện cho nên là mình phải biết tỉnh táo và cẩn thận nhất. À ở đây mình thấy có thể là có một cái đối tượng gì đó họ sẽ xuất hiện trong cuộc sống của các bạn trong tháng tư này thông qua giấc mơ đó ừ. hoặc là thông qua những cái bài hát. À, có thể là một cái người cũ kỹ nào đó mà các bạn vẫn còn nhớ về và có thể họ muốn truyền tải những cái thông điệp, những cái tin nhắn gì đó thông qua những giấc mơ bởi vì có thể các bạn không có kết nối được hay các bạn đã chi tắt, chi chia tay thật rồi và ừ. đã có những cái sự đấu đá, mâu thuẫn gì đó mà không có thể cứu vãn được. Tuy nhiên cái người này họ dạo gần đây họ hơi trằn trọc nhớ về các bạn cho nên có thể là họ muốn phóng cái tin nhắn à, thông qua suy nghĩ cho các bạn. Ngoài ra còn có những cái người thế hệ trẻ, những người trẻ tuổi họ muốn học hỏi kinh nghiệm từ các bạn. Những kiến thức mà bạn chia sẻ hoặc là xin lời khuyên từ các bạn. Nha, đấy là như vậy. À, rồi để mình xem đối với những bạn nam xem trai bài thì ai ai sẽ tiến vào cuộc sống của các bạn trong cái tháng 4 tháng 2024 này ha. Đây là một người họ có khả năng giữ cân bằng rất là tốt, thông minh họ họ biết đối mặt với vấn đề của mình để có những cái phương thức giải quyết phù hợp người này thì mình thấy có thể là họ cũng có rất là nhiều việc phải làm hoặc là họ là một người cũng rất là kiên nhẫn và kiên trì bền vững có thể ở đây là mình thấy là nhiều người là một cộng đồng riêng hoặc là có thể là gia đình cha mẹ có thể là bạn sẽ có những cái dịp lễ gì đó có sự kết nối với gia đình của mình trong tháng tư này hay là 30 tháng 4 rồi đó ha à, hoặc là đi đám cưới ừ. số bạn thì một người mang năng lượng nữ và một người mang năng lượng nam và một cộng đồng lớn và một đứa trẻ người mang năng lượng nam đây là một người sống tình cảm nhân ái ấm áp lãng mạn chân thành và có khả năng có một số bạn mua sắm gì đó thì có thể có sự kết nối với anh shipper bên cạnh đó là một cái đứa trẻ thông minh nhiệt huyết năng nổ năng động và cái đối tượng mang năng lượng nữ này á mình thấy họ là một người biết suy si tính cho tương lai họ là một người hướng về gia đình luôn hỗ trợ gia đình hết sức có thể họ gồng gánh rất là nhiều thứ Ừ. và họ là một người luôn mong muốn có một cái sự ngọt ngào lãng mạn trong tình yêu mình thấy có thể đây là một cái người mới đến hoặc là họ là một người có sự đổi mới hoàn toàn bản thân à ở đây có một số bạn là người cũ hoặc là cái người các bạn đang quen hoặc là những người bạn cũ những họ hàng thân thiết gì đó đây như mình nói có một số bạn là người bạn cũ hoặc là người cũ gì đó thì có thể cái người này họ có một cái sự cảm cái cái trạng thái cảm thấy hơi bị buồn bã cô đơn và trống trải ha tuy nhiên hai bạn đã có những cái sự kết thúc các bạn có sự chiến tranh với nhau và còn rất là hờn giận nhau hay gì đó nhưng mà cái người này họ đã cảm thấy rất là lẻ loi và họ hay nhớ về những kỷ niệm xưa cũ mà hai bạn đã có với nhau và có thể cái người này họ rất là mong muốn là tình yêu này nó có sự gọi là xung hợp trở lại có khoảng 40% ha mình thấy là như vậy, 40 đến 60%. Ừ. Mình thấy có thể là bạn là cái người nhắn tin cho họ ha hoặc là họ tùy theo cái năng lượng của ai lớn hơn nhưng mình thấy có thể là ừ. à, bạn ha, có thể là bạn, mình thấy bạn là cái người à, hành động đó. và ngoài ra thì mình thấy có thể là một cái người bạn đang yêu ừ. nói chung hai bạn có những cái sự kết nối rồi các bạn có sự nói chuyện nhưng mà trong giai đoạn này những bạn nào mà đang yêu với người yêu thì hết sức cẩn thận để tránh mâu thuẫn với nhau ừ. thể là do ảnh hưởng bởi công việc cuộc sống các bạn không có nhiều thời gian dành cho nhau cho nên là mình phải biết uh, tiết chế và khiêm điềm tĩnh à, cân bằng trong tình cảm Người này có thể là họ cũng có những cái sự lo lắng cho bạn về vấn đề sức khỏe Hoặc họ cũng rất là mong muốn kết nối Gần gũi hoặc sinh con đẻ cái các bạn Có một số bạn ở đây có khả năng là cờ rớt đi lên tình yêu Nhưng mà mình thấy dường như là họ đợi bạn gọi là mở lời Chứ cái người này họ sẽ không có chủ động đâu Họ đợi bạn lên tiếng đó và nếu như bạn gọi là thể hiện tình cảm thì cái người này họ sẽ chấp nhận ừ. họ có sự chờ đợi đến mỗi mòn luôn và họ luôn có sự đấu tranh không biết là bạn có thích họ hay không ừ. họ sợ gọi là kiểu uh, uh, tương tư hoặc là kiểu như là tình đơn phương ừ. và họ cũng cảm thấy không hay nếu như họ là một người mỗi lời trước ừ. thì mình thấy là như vậy À, một số bạn ở đây thì mình thấy là có trẻ em kết nối các bạn hoặc là họ hàng thân thiết gì đó hoặc có khả năng ai đó đang túng thiếu tiền bạc hoặc là sức khỏe kém hoặc có khả năng là nhờ bạn cho mượn tiền ừ. hoặc là nhờ bạn cho lời khuyên hoặc có một vài bạn có những cái vấn đề về uh, liên quan đến uh, um, thực kế à. Ngoài ra thì có khả năng Cái người mang năng lượng nam như mình nói Có thể là họ cần cái sự giúp đỡ từ các bạn Hoặc có thể cũng có những cái người chỉ trích Những cái người Có kiến thức hẹp hơn các bạn Họ có sự gọi là lên tiếng chỉ trích Phê phán hoặc là nói chuyện Công kích gì đó các bạn Các bạn đừng quan tâm Hãy cho họ cái sự gọi là tha thứ đi Bởi vì rồi họ cũng sẽ học Cái bài học để có thể gọi là Rèn dũa lại cái tính của họ còn việc của các bạn hãy tập trung vào vấn đề của mình, bảo vệ bản thân của mình để tránh đôi co cãi cọ thì gây thương tích cho hoặc thất thoát cho chính bạn nha. Cho nên là trong cái tháng tư này các bạn nam tuyệt đối không có nên tranh cãi mâu thuẫn với người khác, ừ, tập trung vào kiếm tiền chứ không có kiếm chuyện, ừ. biết bảo toàn hạnh phúc cho gia đình và cuộc sống của mình. ở đây mình thấy có một số bạn là người cũ và hai người sẽ có sự kết nối nếu như hai bạn có một người biết gọi là hành động để kết nối lại tình cảm còn không thì có khả năng là chỉ kết nối với nhau thông qua giấc mơ thông qua những cái tín hiệu những cái uh, tin nhắn qua suy nghĩ thôi à, mình thấy là như vậy ngoài ra mình thấy có thể là các bạn sẽ đi ngang những cái chốt nào đó kiểm tra các bạn nhớ đem theo giấy tờ đầy đủ hoặc là không uống rượu bia khi lái xe ha cẩn thận cái vấn đề tốc độ để không có bị phạt tiền mình thấy là như vậy Rồi để mình xem cung hoàng đạo nó bật cho các bạn hay là cô bạn của người đó. Kim Ngưu Bạch Dương Sông Ngư Nhân Mã Sông Tử Cự Giải cái Cá Trong Tên Chữ Tờ chữ khuya chữ h chữ g chữ r chữ k chữ x chữ m chữ v chữ b chữ y ngắn Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn Hi, xin chào các bạn tụ 3 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi uh, Ai sẽ tiến vào cuộc sống của các bạn trong tháng 4 năm 2024 này Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi, mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 Các bạn tụ 3 là những người rất là yêu thương gia đình của mình Hoặc là một số bạn các bạn là những người sống rất là hòa nhã có một cộng đồng riêng hoặc là các bạn có những cái sự tham gia những khóa học, những cái lớp đào tạo hoặc các bạn là những người có cái nhiều kiến thức có thể là làm trong lĩnh vực về giáo dục hoặc là cái lĩnh vực về chia sẻ kiến thức lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp gì đó cho cộng đồng á. Ở đây mình thấy thể một số bạn các bạn có đạo công giáo hoặc là bạn là một người hay có sự tu tập và hướng thiện và mình thấy có thể là bạn là một người có sự nắm giữ ở một cái lĩnh vực nào đó hoặc các bạn là những người rất là hừng hực khí thế rất là thành công trong cái những cái cuộc chiến gì đó thì mình thấy có khả năng các bạn luôn giành được chiến thắng bạn thậm chí là một cái người quân sư cho người khác ha à, giúp cho người ta có thể biết đường hướng như thế nào để có thể thành công á ngoài ra mình thấy thể là bạn cũng rất là thích trồng hoa trồng cây các bạn là những người biết nắm bắt cơ hội cho chính mình là một người có cái sự gọi là đã từng trải qua những tổn thương, những mất mát, những tổn hại gì đó, à, đã từng có những cái giai đoạn bất lực à, trong cuộc sống, nhưng mà bạn à, đều biết gọi là vực dậy tinh thần và các bạn có sự thoát kén để trở thành một cái chú bướm rực rỡ không còn một cái con sâu trong cái kén nữa, Mình thấy là như vậy. Các bạn rất là quật cường ha. Ừ. Một số bạn sắp à, có những cái sự gọi là nghỉ việc hoặc là tổn thương tình cảm, tình yêu gì đó thì đây là những cái thời điểm mà các bạn sẽ Um, rút ra rất là nhiều những bài học quý giá cho bản thân mình Hoặc là nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng Và có sự thông tuệ hơn ừ. Dạ gần đây có một số bạn hay nóng trong người Các bạn uống nước nhiều nè Hoặc là các bạn có sự đau mỏi xương khớp ha Đau nhất tay 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 chân Hoặc là đau nhức cái lưng bụng lưng Hoặc là cái vùng xương khớp các bạn Cho nên là hãy cũng biết gọi là quan tâm đến bản thân Để cho bản thân mình những cái phút giây nghỉ ngơi cân bằng Ừ rồi điểm này các bạn có khuynh hướng chạy xe hơi nhanh đó Do trời nắng nóng quá một số bạn có thể là các bạn nên cẩn thận trong vấn đề chạy xe Để tránh va chạm nha Rồi để mình xem qua đó với những bạn mang năng lượng nữ xem cho bài Thì ai sắp tiến vào cuộc sống của các bạn trong tháng 4 này à, thì các bạn nữ xem trao bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem trao bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy nếu đây là một cái trao bài về tình cảm ở đây mình thấy có thể là có nhiều người tiến vào cuộc sống của các bạn lắm những cái người bạn học những cái người đồng nghiệp những cái người hợp tác cộng sự hoặc là những cái người gọi là họ có cái nguồn năng lượng khá là cao ừ. những người bậc thầy những người thầy tinh thần hoặc là những người có kiến thức sâu rộng gì đó hoặc một cái người chủ à, ngoài ra thì có khả năng là một cái um, sự kết nối với gia đình người thân có những cái buổi tiệc hội họp gì đó trong cái giai đoạn tháng tư này ừ. à, và ngoài ra thì có thể là Uhm. một số bạn có thể là các bạn có sự kết nối với uh, với một người nước ngoài hoặc có khả năng học ngoại ngữ cho nên có một cái sự tham gia kết nối với một số bạn uh, người đang học ngoại ngữ giống như bạn hoặc là có sự kết nối với những người giúp cho bạn có khả năng nâng cao khả năng ăn nói uh, cái khả năng giao tiếp của mình trong vấn đề ngoại ngữ uhm. hoặc là cái người với này với bạn có thể là sống ở hai quốc gia khác nhau. Uhm, Tái tượng này mình thấy có thể là họ cũng có rất là nhiều những cái tranh chấp, những cái mâu thuẫn trong cuộc sống. Uhm, có rất là nhiều những cái sự gọi là đấu tranh, cạnh tranh trong công việc. Và họ cũng là một người biết nhìn xa trông rộng, biết suy nghĩ và biết gọi là và ra đường, đường hướng chiến lược của mình. Và ngoài ra đây cũng là một người họ có sự phòng thủ rất là cao trong cái sự gọi là mâu thuẫn thì họ không thích mâu thuẫn, họ thích bình yên hơn. Uhm lần này có khuynh hướng họ sẽ ở trong cái cái nơi ẩn náu của chính mình ha Khi mà sự tranh cãi nó diễn ra Ở đây mình thấy họ thường chọn cái phương thức là im lặng là vàng à, Ngoài ra mình thấy có thể là có một số bạn các bạn cũng sẽ kết nối với những cái người Có những cái người gây hấn gây sự gì đó thì bạn đừng quan tâm đến họ Đây là giai đoạn mà các bạn có sự giải phóng nghiệp chướng nghiệp nợ nè, karma nè, nghiệp quả gì đó nè ha và giai đoạn để bạn có thể chuyển vận được đó bằng cách bạn gọi là im lặng trước những cái người gọi là gây hiểm khích trong khi bạn không có làm gì sai nha thì bạn có sự im lặng tha thứ thì có khả năng là họ đang gánh những cái rủi ro những cái bất ổn trong cuộc sống của các bạn ra đi và mang lại cho bạn những sự may mắn của họ để giúp cho bạn có thể hoàn thành xong cái bài học giúp cho bạn có thể đón nhận những cái phước lành những cái sự hỗ trợ từ thần thánh nhiều hơn à, nên đừng có gọi là để tâm hoặc là tốn nhiều năng lượng với những người này chỉ cần mình không nhìn thấy họ mình không tìm mình không có sự gọi là uh, tập trung vào họ tập trung vào việc của mình thôi ừ. số bạn có thể là sẽ tìm công việc mới cho nên cũng sẽ kết nối với những người mới trong cái cơ quan tổ chức xí nghiệp gì đó ừ. đội nhóm các bạn có sự kết nối nói chuyện với ba của bạn hoặc là cái người lớn người sếp lớn tuổi khá là nhiều ở đây à thấy các bạn có sự kết nối với ba mẹ của mình nữa đó đây có thể là một vài bạn các bạn có sự kết nối các bạn có sự tìm hiểu tìm kiếm một cái đối tượng để có thể kết nối tình cảm nhưng mà thấy các bạn cũng sẽ tìm kiếm rất là nhiều sẽ có nhiều cơ hội mở ra cho nên bạn cứ bình tĩnh và quan sát thôi ừ. và có thể cũng có liên quan đến tình cảm cái người này họ đang tìm kiếm tình yêu tìm kiếm một cái người có thể đi lâu dài có thể xây dựng hạnh phúc họ có thể gây năng là gặp các bạn nhưng mà các bạn có sự khoảng cách về địa lý hoặc là các bạn có những cái điều gì đó ngăn trở ừ. điều này có thể là bận biểu công việc rất là nhiều và họ có sự muốn tìm một cái người vợ nhưng mà họ sẽ có cái khả năng cái người này họ sẽ tương tác với khá là nhiều người không chỉ riêng mình bạn để từ đó họ lọc ra cái người nào phù hợp nhất thì họ sẽ có sự kết nối tuy nhiên là mình và mình thấy là có thể là ở trong cái câu chuyện tình cảm này nó cũng chưa gọi là đi kiểu này nó chưa có gọi là rõ ràng nó còn mập mờ còn giống như là những cái mối quan hệ mở tìm hiểu để xem có hợp nhau hay không trước từ đó mới tính đến cái câu chuyện gọi là tập trung ha, chính thức mình thấy là như vậy một số bạn ở đây thì mình thấy có một số bạn kết nối với một người đã có gia đình đã có vợ và vợ của họ đang mang thai cho nên họ có sự tìm kiếm uh, những cái người để có thể khỏa lấp cái uh, đam mê của họ trong tình ái đó. cho nên các bạn hết sức cẩn thận coi chừng bị rơi vào cái cái bẫy của người khác trở thành con uh, con rối của họ nha. Ừ. Ngoài ra thì mình thấy có thể là một số bạn có thể là bạn sẽ phụ giúp cha mẹ của mình làm cái điều gì đó ở đây hoặc là hỗ trợ tài chính hoặc là một số bạn có khả năng là các bạn bạn nào quen một ai đó mới các bạn hết sức cẩn thận để tránh bị cái vấn đề gọi là có thai ngoài ý muốn Mà có thể là họ tìm hiểu vậy thôi chứ họ có cái khuynh hướng gọi là cao chạy xa bay đó họ muốn chiến thắng các bạn họ muốn là cái người dẫn dắt họ muốn là cái người sẽ um, làm chủ công chuyện này hoặc là họ là người muốn cấm, nắm quyền trong cái mối quan hệ này cho nên là uh, có thể uh, các bạn tìm hiểu về nhau các bạn cảm thấy không hợp và có khả năng là sẽ có một cái sự gọi là tìm kiếm uh, người khác phù hợp hơn thấy là như vậy cho nên thấy có khả năng cái mối quan hệ này nó cũng không có nó diễn ra cũng khá là chống vánh Do có một cái sự tìm hiểu kỹ Thì có thể thấy có điều gì đó Nó không có hợp với nhau Nó không có match với nhau Vì vậy Một số bạn có sự kết nối với những người bạn mới thì mình thấy các bạn nên tìm hiểu kỹ ha, để tránh bị người khác gọi là đam lén sau lưng ừ. Hoặc là hợp đồng giao dịch mua bán gì đó thì hết sức gọi là cẩn thận có thể xin là hỏi ý kiến lời khuyên từ người thân Hoặc là những người có kinh nghiệm để mình không có bị người khác lừa mất tiền mất mất, mất tiền ha ừ. Thấy như vậy À, điểm này các bạn cũng hơi nóng tính cho nên hoặc là bức bó khó chịu do trời nắng nóng nữa nó ảnh hưởng rất là nhiều cho nên các bạn cũng nên hết sức cẩn thận để tránh gọi là mâu thuẫn với người thân của các bạn hoặc những người xung quanh thì có khả năng gây tổn hại đến công việc hoặc gây tổn hại đến các bạn đó hoặc là tổn hại đến những mối quan hệ ha à, để mình xem đối với bạn nam sang cho bài thì ai đang tiến vào cuộc sống của các bạn trong cái tháng tư này có một số bạn ở đây bạn nữ ở đây các bạn tham gia những cuộc thi gì đó các bạn sẽ đậu nha à, có thể bạn sẽ có sự um, gặp khá là nhiều người cùng đi thi với bạn vân vân hoặc là những cái người cấp cao uh, những cái người gác thi hoặc ừ. à, có thể có một vài bạn là có sự kết nối với ông bà ông bà tổ tiên là mình thấy có hai người hai người mang năng lượng của người cha người mẹ hoặc là năng lượng của người ông người bà ha mình thấy là như vậy rồi nam sẽ ai sẽ tiến vào cuộc sống của các bạn trong cái tháng tư này mình thấy đây là một người họ sống tình cảm có thể là tình yêu đó người này thì có khả năng nhỏ tuổi hơn các bạn à. và đây là một người họ biết uh, kiểm soát uh, bản thân họ có những cái sự gọi là ngọt ngào chân thành trang hòa và có khả năng có một vài bạn là một cái người về năng uh, họ có sự chủ lành về sức khỏe hoặc là về tinh thần uhm có thể có một người mang năng lượng nam ở đó cho nên các bạn nam ở đây các bạn hết sức cẩn thận cái vấn đề sức khỏe của mình đừng làm việc quá sức để tránh ảnh hưởng cái vấn đề về trí não hoặc là rối loạn tiền đình đột quỵ gì đó ừ. hoặc là cẩn thận cái vấn đề xương khớp ừ. ở đây mình thấy có thể cái người này với bạn hay nhắn tin hoặc là có khoảng cách với nhau à. hoặc là một số bạn các bạn xây cất nhà cửa gì đó ha à, sửa chữa nhà cửa các bạn có sự kết nối với những cái người mang năng lượng nam trong cái vấn đề này ngoài ừ. ra còn có một cái người mang năng lượng nam nữa đây là một người siêng năng hành động à, họ là một người rất là nhiệt tình và họ rất là thích trồng cây trồng hoa ừ. trẻ trung và năng động nhiệt quyết vậy thì ở đây mình thấy bạn có sự kết nối khá là nhiều người nam ừ là một người mang năng lượng nữ nhỏ tuổi hoặc là một cái đứa trẻ. À. Ở đây một số bạn có khả năng có sự kết nối với những người này có liên quan đến tài chính, liên quan đến tiền bạc giao dịch mua bán gì đó. Các bạn hết sức cẩn thận trong thời điểm này tránh mà buông tiền à, buông tay quá trán hoặc là tránh buông tiền vào những cái bởi à, những cái mối hợp đồng à, rủi ro gì đó có chừng bị mất tiền nha. Ừ. hoặc là ai đó có khả năng muốn mượn tiền các bạn. Nói chung mình thấy có sự giao dịch về tiền bạc. Ừ. Và ở đây thì mình thấy hết sức cẩn thận để tránh không có cái vấn đề gọi là gây tổn hại đến cơ thể. Ừ. bởi vì có thể là có sự ẩu đả ở đây cho nên là à, dĩ hòa di quý trong thời điểm này. À, bên cạnh đó thì có thể có một số bạn có những cái cuộc thi gì đó mình thấy mình sẽ thành công ừ. hoặc là một vài bạn ở đây có thể là có sự kết nối với những cái người buôn bán à. hoặc là người buôn bán với số à, mình thấy là như vậy những đứa trẻ bán với số chẳng hạn à, ngoài ra thì có thể năng là liên quan đến tình cảm thì cái người này họ là một người đã từng trải qua những tổn thương mất mát cho nên là họ cũng đang trong cái giai đoạn đổi mới và họ đang chiến thắng những nỗi buồn của mình và có thể bạn xuất hiện thì có thể người này không sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu thôi chứ họ cũng chưa đặt quá nặng về vấn đề tình cảm cho lắm họ cũng có rất là nhiều cơ hội để tìm hiểu những cái người đến với họ nhưng mà cái người này họ có khinh hướng muốn là cái người gọi là được trân trọng hoặc là cái người gọi là nắm dây cương trong cái mối quan hệ này muốn là cái người được bạn gọi là chiều chuộng nâng niu hoặc là Um, một người dẫn dắt cái tình yêu này á mọi thứ phải theo ý của họ kiểu vậy yeah. và cuối cùng <laughs> ở đây mình thấy có rất là nhiều bạn là độc độc thân á là các bạn tìm hiểu về nhau cuối cùng các bạn cảm thấy hai người đều có chính kiến riêng giống như là hai con hổ không thể ở trong một khu rừng á cho nên cảm thấy không hợp cho nên là có một số bạn là quen nói chuyện vậy thôi cái cuối cùng hai người sẽ tự, tự tìm cho mình một cái lối đi riêng uhm. tìm kiếm người khác phù hợp hơn ha mình thấy là như vậy Nà. số bạn ở đây thì như mình nói là hết sức cẩn thận trong vấn đề giao dịch mua bán tiền bạc để tránh bị thất thoát hoặc là bị người khác làm điều gì đó ám mùi sau lưng hoặc là tránh chơi cờ bạc rủi ro trong cái giai đoạn này thì có khả năng bị mất tiền cao nha bởi vì mình thấy dường như các bạn có sự nâng nâng cao cái lòng tham hoặc là cái được ước muốn gì đó ha nhưng mà có thể là bạn sẽ rất là bị thao túng rất là mạnh mẽ bị cám dỗ á cho nên các bạn phải biết tiết chế và nhìn nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng có sự gọi là cẩn thận ừ. còn những bạn nào mà yêu nhau thì mình sẽ có những cái trải bài riêng ừ ở đây là những cái người tiến vào cuộc sống của các bạn những người yêu nhau thì mình không tính rồi còn là những cái người mới đến ừ. số bạn ở đây chạy xe cẩn thận là không nên nhưng mà nói là chạy xe cẩn thận các bạn có khuynh hướng chạy nhanh nè hoặc là bạn đi đứng cẩn thận hoặc là các bạn tránh đôi co cãi cọ bỗng hồi các bạn có khả năng là gặp những cái người bác sĩ ha kiểu vậy các bạn có thể tránh được bằng cách bạn gọi là biết điều chỉnh biết cẩn thận À, có một số bạn các bạn sẽ đi làm từ thiện hoặc là bạn rồi uh, đóng tiền cho một cái cơ quan gì đó cho nên các bạn có sự giao dịch với những cái người này nha ừ, ở đây có ai đó mượn tiền các bạn các bạn phải liệu cơm gấp mắm cẩn thận để tránh gọi là họ không có trả hoặc họ sẽ có sự gọi là âm thầm lặng lẽ rời đi Rồi, Cung hoàng đã nói bằng cho các bạn hay là của bạn của người đó trong tử Bảo Bình Bạch Dương Trong Ngư thiên Bình xử Nữ à, Chữ cái trong tên chữ cờ Ở đây có những bạn nào tập thể dục thì các bạn cũng nên chọn những cái bộ môn mà nó nhẹ nhàng hoặc là nó... Nó không có quá sức đúng không Các bạn quá sức, uh, quá cố, hình cố quá uh, Cố quá, hình quá cố nha Coi chừng cái vấn đề xương khớp cẩn ừ. thận cái vấn đề dao kéo Chữ khuya, cả bạn nam, bạn nữ đó Chữ N Chữ W, chữ J à, Một số bạn nam ở đây Các bạn tìm kiếm cơ hội công việc Có khả năng bạn cũng sẽ thắng đó Thành công Năng ừ. thu là mình chọn đúng cái ngành nghề mình, mình thích Và mình có cái uh, cái khả năng trong cái trong cái lĩnh vực đó là được và có sự gọi là chứng tỏ bạn là một người có sự đầu tư nghiêm túc và cố gắng làm việc thì các bạn có khả năng sẽ tìm được cơ hội X tờ b vở r l giờ hoặc đờ rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn.